chúng ta dâng lễ ở đây xong, lúc này bà con từ từ đưa gia đình chúng ta cúi chùa bằng Phật gia đình mình nha. Gia đình của chúng ta sảnh lễ, và phía bên này là ngôi chùa, đằng sau lưng là cái ngôi nhà cổ hay thường quay phim cổ trang ở đó. Gia đình mình tham quan điểm này cho đến hai. Từ từ để coi cá nó lên nữa.